Em tên là Vũ Văn Sơn, sinh năm 1999. Em qua Nhật từ tháng 10 năm 2018 ạ. Sau từ tốt nghiệp cấp 3 thì em có đi làm ở bên ngoài 6 tháng ạ. Em làm trong xưởng đá. Em cũng có dự định là đi du học Nhật rồi. Thế là nhưng gia đình sợ là chưa làm gì cả nên là sang đấy không thể quen được. Trên mạng thì thấy đi du học Nhật thì cũng ưa chuộng nhiều nên là em cũng quyết định là đi du học Nhật. Em cũng chưa hình dung là sao bên này cuộc sống kiểu như thế nào, em chỉ gọi là mơ mơ thôi. Sang để trải nghiệm một lần. Khi mà em ra trung tâm ấy thì là giám đốc mới tư vấn là nhiều bên các công việc có thể làm đây, thì em thấy làm báo thì thời gian nó cũng ít nhưng mà đôi khi hơi thức khuya nhiều nhưng mà lương thì ổn định đấy. Công việc của em thì thức dậy lúc 1 giờ sáng ạ, sau đó mình đánh răng rửa mặt ăn uống. Từ đây đến tiệm của em là em đi xe máy tầm 10 phút ạ. Xe máy tiệm rất luôn. 1:20 mình đến tiệm báo để báo từ công từ xe tải vào trong bàn, xếp các tờ quảng cáo vào trong các tờ báo. Xếp xong thì đi chứ không cần phải chờ đợi ai đâu. Mỗi buổi sáng em giao là 350 tờ, hơn 350 tờ. Còn buổi chiều là khoảng 130, 120, 130 tờ. Sau khi xếp quảng cáo xong thì còn phải gõ và vuốt báo cho nó phẳng phiu. Ngoài báo chính ra còn có các loại báo khác. Mỗi loại báo thì có mỗi tờ quảng cáo riêng nên cái đấy thì em phải tự đi lấy ạ. Tôi đặc biệt là phải đến xem ra sếp để khách VIP ăn nhầm thì đồng nghĩa mình giao sai thôi. Trước thì em bỏ các báo lật đọc như là các loại báo ít hơn, báo nhẹ hơn thì em để trong dọc đằng trước. Còn đằng sau em để báo chính. Trước thì có thể báo cao hơn so với tầm, cổ tầm đấy đi lại rất khó. Hôm nào trời mưa thì mình còn phải bọc túi bóng các bự báo bên ngoài thì là hơi lâu. Còn bình thường là xếp khoảng 30 phút. Có những ngày rất nhẹ, có những ngày thứ bảy thì báo nặng 20 30 cân. Son wa majime da. Sunao da shi. Iiwake shinai. Ironna gaikokujin o mite kita kedo, Son wa hijou ni yushu. Nihon demo hataraite ikeru koda. Kihon teki ni Nihonjin wa indoor. Naikouteki dakara gaikokujin kangae ga rikai dekinai. Sumajime da na to. Giri ga nai. Nhưng con gì mà sốc quá sốc chưa xịt. Em khá là tự ti khi mà giao tiếp với người Nhật, tại vì mình chưa nói được, mình chưa hiểu được hết tất cả các từ ngữ người ta nói như thế nào, thì mình cũng khá là khó khăn khi mà giao tiếp với họ. Ngày đầu tiên em đến tiệm báo thì là em ở trên ngay tại tiệm, thì đêm đầu tiên là em không ngủ được. Đi làm đầu tiên thì người ta chỉ cho đi theo thôi, đi theo để biết biết được có biết việc, rồi sau hơn một tuần thì người ta bắt đầu dạy em những đường ngõ ngách, các nhà số nhà để lấy để đưa báo. Còn 3 tuần thì em có thể đi phát báo và đưa báo một mình. Khi đi ra đường đi làm thì em mặc thêm một cái áo ấm thu đông và một cái áo phao mỏng và một cái áo phao dày. Đi bên này gió sợ gió nó thổi vào mũi khó thở hay gì đấy, khẩu trang. Khi đi làm mùa đông ngày nào mùa nào thế ạ. Tầm mới đầu thì em cũng sợ, tầm một vài tháng đầu em cũng sợ tại vì sợ ma. Đi lúc nào người cũng phải cầm theo tỏi. Đôi khi điện về cho chị chỉ bảo là gia đình bảo là bên này có súng ma Việt Nam đâu mà phải bỏ tỏi làm gì. Trước khi qua đây tưởng tượng công việc thế là phát báo cũng chỉ nhẹ nhàng thôi, nhưng mà em không nghĩ là có trời mưa. Mỗi ngày đi làm thì một thời gian sau thì trời cũng mưa, thì bên này thì cái thời tiết mà khắc nghiệt nhất là mùa đông, đi 2 lần găng tay nhưng vẫn bị cóng tay. Còn mà trời mưa đôi khi cũng không mệt lắm nhưng mà ngại vì ướt người, đôi khi quần áo cứ nhã nhợi thì hơi hơi ngại. Mùa hè và mùa xuân thì thoải mái hơn, đi thoải
mát đường vắng mình cứ thế gì rồi. Cái điều khó khăn khi mà mới bắt đầu đi làm mới là buồn ngủ và các địa chỉ nhà em chưa nhớ hết mà đôi khi mình bị sai sót rồi đi phát báo thì cũng chạy lên chạy xuống những cái tòa nhà nào mà 5 tầng thì mới có cầu thang máy, còn không thì 4 tầng thì là phải chạy bộ lên ạ. Khi mà tuyết rơi thì là đường trơn, mà em nhớ là một lần là đi làm khi mà tuyết nó tan thì là đóng băng thì là xe rất trơn trượt thì là bị trượt xe mà xe nó văng tầm có 10 mét đấy. Đôi khi cũng chỉ đi là bị rớt báo rồi đang đi xe rồi trơn trượt thì báo nó đổ xuống thì cũng hơi bực mình một xíu đấy. Và sau đó lại làm bình thường, đi bình thường. Có những tòa nhà rất rộng, mình phải lấy báo rồi đi vòng vòng trong tòa nhà để giao từng tầng một. Thường thì em hay đi cầu thang máy lên tầng cao nhất, rồi sau đó em đi cầu thang bộ dần xuống ạ. Mỗi lần như thế thì cũng mất khoảng 15 phút. Khoảng 3 giờ sáng thì em phát báo xong gần được một nửa. Đặc điểm của khu em là khá là gần ga nên có nhiều nhà cao tầng. Một buổi đi làm như vậy chắc phải lên xuống khoảng 30 cái chung cư như thế. Cái này bật lên tầng 4 á. Bật lên tầng 4 rồi xong rồi hắn chạy tầng 4 vào nên không mở cửa ra chứ. Ở trong này xong rồi bật mãi xong rồi xuống tầng 2, bật xuống tầng 3, bật xuống tầng 1 xong rồi lại cái xuống tầng 3 một cái lắc lắc, cái xuống tầng 2 lắc lắc, cái xuống tầng 1 mới mở ra xong chạy bộ lên. Tốt là công việc đấy là công việc ổn định. Lương lúc nào cũng ổn định. Được thoải mái cho công việc đi làm, mình làm lúc nào mình về lúc đấy. Khi nào mình xong thì mình về. Nếu không ép buộc thời gian, kiểu là bắt buộc phải mấy giờ về. Mình chỉ bắt buộc chuẩn thời gian là mình đến thôi. Mình nghĩ là những cái đợt mà bão to thì các công việc khác thì đều được nghỉ, nhưng mà riêng phát báo thì vẫn phải đến phát. Và gió, mưa, bão, cây cối như nào hay là như thế nào vẫn phải đi phát bình thường, không được nghỉ. Làm báo này thì em không hay giao tiếp nhiều, tại vì đi làm thì lúc nào cũng một mình, một xe, một mình, một công việc thì phát xong thì mình về. Buổi sáng này công việc kết thúc của em là lúc 5 giờ sáng, rồi sau đó về cũng tắm rửa, rồi ăn uống rồi lại ngủ, tranh thủ ngủ một xíu đến 8 giờ dậy thì 8 rưỡi đi học. Và học ở trường thì đến tầm 12 rưỡi thì giáo viên thì biết là em làm báo thì là giáo viên cho về sớm hơn khoảng 10 phút để về chuẩn bị làm báo buổi chiều. Thì buổi chiều thì làm cũng 3 đến 3 rưỡi là kết thúc công việc. Em cũng làm thêm kiểu như là đi thu tiền báo, thì đến đấy thì mọi người không quen hay gì đấy, người ta thấy mình vất vả thì người ta cũng cho nước, bánh kẹo gì đấy ạ. Cái bấm chuông người ta thì người nào tốt thì người ta nhà ra nhanh, người ta chuẩn bị tiền nong người ta đưa cho mình luôn. Còn những nhà nào mà cứ hẹn hết ngày này ngày kia rồi bảo chưa có tiền hay như nào đấy thì đến thì họ bảo là muộn quá rồi đi về thì rồi như nào đấy thì lúc đấy cũng hơi bực mình. Tiền là tiền. Các bạn muốn gì? Các bạn muốn bao nhiêu tiền? Khi nào thời gian rảnh thì em tranh thủ em học bài một xíu. Thỉnh thoảng cũng gọi về cho bạn bè bên Việt Nam rồi nói chuyện. Và các bạn thì cũng đi làm, đi học rồi đôi khi cũng không rảnh về cho mình nói chuyện, nhưng mà người yêu lúc nào cũng gọi. Thời gian quen thì cũng khá là lâu, nhưng người yêu thì hơn một năm, gần một năm. Bây giờ lúc nào em cũng đi làm vào ban đêm thì em phải ngủ sớm. Thì thời gian nói chuyện thì cũng khá là ít ban ngày, nhưng mà người yêu em thì khi nào đi làm thì gọi em dậy, và khi mà em đi phát báo thì cũng nói chuyện với em. Em cũng là người hay tâm sự, nhưng mà em chỉ tâm sự với mẹ, với gia đình ấy. Thì em cũng kể, nhưng mà em cũng chỉ kể một vài mặt gì đấy gọi là hơi hơi tích cực và hơi tiêu cực cho bố mẹ biết thôi, tại vì cũng sợ bố mẹ lo lắng ạ.
cái như là đi làm rồi bị ngã xe hay là bị như thế nào trừ tiền hay như thế nào thì em không kể. Khi mà mình nhận lương thì họ có ghi bên ngoài là tháng này mình sai bao nhiêu nhà thì mình họ thấy họ trừ tiền luôn cho mình ạ. Phần em bị trừ nhiều nhất là 3 sen ạ. Em làm chắc là hôm đấy là đi cũng như thế nào phát nhầm nhà như là lộn báo đấy. Các loại báo thì cũng sai nhiều, cũng nhiều loại báo thì em có thể chắc là phát nhầm. Thế bắt đầu em đơn giản thì muốn là sang bên này thì tự trải nghiệm, muốn trải nghiệm một cái như là sống một mình và không cần bố mẹ chăm sóc hay là bố mẹ nuôi. Nếu bây giờ bố mẹ cũng có tuổi hay là bố mẹ cũng không bao giờ có thể nuôi mình được mãi nên là em muốn lúc đấy em muốn tự lớn sớm hơn. Đến thời điểm bây giờ thì em nghĩ là việc em đi du học thì cũng đúng đắn ạ. Thì sang bên này thì cũng có những lúc mà khó khăn, cũng có những lúc cảm thấy chán nản, nhưng mà đôi khi giúp mình suy nghĩ thoáng hơn về mọi việc. Em nghĩ là công việc làm báo này thì nó có nhiều thời gian hơn để mình tự học thôi. Còn cái cải thiện khả năng giao tiếp thì em nghĩ là làm bên ngoài. Khi vào học em nghĩ là em sẽ dừng công việc này, tại vì trường đấy có thể học là học cả buổi chiều thì là phát báo phải phát cả ngày, nên là sẽ nghỉ và chọn công việc khác. Sai số nhì, うちで一生懸命仕事やってくれてありがとうございました。若いからいろいろできてないところもあったけれども、田畑さんが今まで教えた学生の中で一番優秀でした。よそに行っても日本人にバカにされないように、外国人だからといって特別に扱われたりしないように、日本人に負けないように一生懸命頑張ってください。孫と出会えたことを光栄に思います。ありがとうございました。Cái nghề báo thì tùy từng bạn, bạn nào yêu thích, bạn nào muốn thì bạn ấy tự làm thôi. Còn báo là vất vả thì nghĩ là cái ngành nào hay là công việc nào vất vả là còn thì khuyên là cố gắng đi làm thôi.